Chỉ ít ngày nữa là tròn 2 năm mình sử dụng Sony A6400 với vai trò là công cụ đắc lực cho sự nghiệp làm reviewer và chụp ảnh chơi chơi. Nếu nói là hài lòng tuyệt đối thì chắc chắn là không. Nhưng thực sự nó đã giúp ích cho mình rất nhiều suốt thời gian qua. Nếu như bạn vẫn còn quan tâm tới Sony A6400 vào năm 2023, thì đây là vài điều yêu thích của mình với chiếc máy này. Thời điểm đầu mình lựa chọn A6400 vì nó là dòng máy ảnh không gương lật gọn nhẹ. Mang đi mang lại thì nó cũng tiện, trông ngoại hình cũng hiện đại và có chút gì đó giống với Fujifilm. Nó còn được rất nhiều người khen từ chuyên nghiệp tới nghiệp dư và đánh giá tốt nữa nên là mình lại càng thích hơn. Vì trước đó mình từng sử dụng máy ảnh compact của Fuji rồi, vậy nên mình muốn tìm một cái thương hiệu phổ biến khác mà được nhiều người quay phim sử dụng, và đó là Sony. Và quyết định này của mình rất là đúng đắn. Sử dụng A6400 sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền khi đi dạo khắp các hội nhóm. Đâu đâu cũng có thanh lý đồ phù hợp vì lượng người dùng quá đông và nhu cầu mua bán cao. Hiện tại thì như mọi người đang thấy, mình đang sử dụng combo Sony Alpha A6400 với chiếc lens Tamron 17-70 f/2.8. Với combo này, mình có thể quay video trong nhà, ngoài trời, dù diện tích rộng hay là hẹp thì nó vẫn ổn. Điều khiến A6400 phù hợp với người làm vlog quay một mình chính là khả năng lật màn hình và bắt nét không trượt pha nào. Mình có thể lật màn để theo dõi hình ảnh của bản thân và mình chỉ cần để auto, Sony A6400 cũng sẽ tự động bắt nét khuôn mặt dù mình ngồi ở vị trí nào đi chăng nữa. Còn với chủ thể di chuyển hay là quay sản phẩm thì việc A6400 có màn hình cảm ứng sẽ giúp mình tracking khá nhanh và tiện lợi. Nhưng màn hình cảm ứng trên Sony A6400 cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Sử dụng nhiều nhất chỉ là để tracking cho tiện mà thôi, vì nó chẳng thể làm được nhiều cái thao tác vuốt chạm như mình vốn nghĩ trước đó. Có thể với rất nhiều người thì cái này chưa phải là ưu điểm, bởi vì ví dụ khi các bạn gắn mic này vào cái hot shoe thì nó sẽ che mất cái phần màn hình. Nhưng đối với mình thì nó không phải là vấn đề, vì mình sẽ lựa chọn những cái mic dây dài ngoằng, hoặc thậm chí đó chính là DJ mic, mic không dây. Có một điều vô cùng quan trọng mà bất kỳ ai trải nghiệm những món đồ điện tử đều quan tâm, đó chính là pin. Mình không đánh giá cao pin của A6400, vì mỗi lần mở máy để cài đặt, setup các thứ thì mình cảm giác nó tụt rất là nhanh. Nhưng khi dùng để thực sự quay phim hay chụp ảnh thì nó cũng khá ổn. Thường thì một buổi đi quay review sản phẩm mình sẽ dùng khoảng một cục pin hoặc một cục rưỡi pin, vì không phải quay đi quay lại nhiều lần. Còn nếu đi chơi chụp ảnh trong một buổi sáng thì chỉ cần duy nhất một pin là ok. Kết nối với điện thoại cũng là một lợi thế của chiếc máy ảnh 4 năm tuổi này. Kết nối đơn giản, nhanh chóng, truyền nhận file chỉ với vài thao tác rất là nhanh. Đây là điều mình rất thích mỗi khi đi chụp ảnh nhóm đông. Mình có thể chọn ảnh đẹp của mình để cho vào điện thoại để đăng trước. Còn ảnh của mọi người thì về nhà copy từ thẻ nhớ sau. Ngoài sự tiện lợi và thông minh từ các tính năng của chiếc Sony A6400 này, thì mình cũng rất hài lòng với cái chất lượng hình ảnh hay là video mà chiếc máy này đem lại để cho mình. Và có thể nói rằng nó rất ngon trong tầm giá. Phần lớn thời gian sử dụng, mình đều cài đặt nó quay ở 4K 20fps. Chất lượng video dần tốt lên kể từ ngày mình tập sử dụng quay cơ bản này, cho đến khi biết điều chỉnh S-Log HLG để quay thiếu sáng. Nhờ đó thì cũng được người xem kênh đánh giá tốt lên nhiều. Còn ảnh thì mình cũng dần chuyển sang chụp lấy cả RAW lẫn JPEG. Nó giúp ích rất nhiều khi chụp trong không gian thiếu sáng hay là chụp ngược sáng. Hôm nay thời tiết cũng đẹp, hãy cùng mình đi quay chụp thử để xem chất lượng của Sony A6400 có được như những lời khen ngợi không nhé. Thank you.
À, có một thời điểm mình sử dụng gimbal RSC2. Nó khá là hợp với cái combo A6400 và Tamron 1770 này. Còn với cái chiếc RS3 Mini đời mới thì cân nó hơi mệt vì chiếc lens này quá nhỏ. Nếu như các bạn có ý định sử dụng gimbal, các bạn nên cân nhắc kỹ loại gimbal mình định mua và chiếc lens mình muốn sử dụng nhé. Tổng kết lại thì mình cảm thấy rất là may mắn khi mình đã đưa ra một cái lựa chọn đúng đắn, lựa chọn Sony Alpha A6400 để có thể đồng hành cùng với công việc của mình. Và còn các bạn thì sao? Sau cái thời gian trải nghiệm sản phẩm này thì các bạn có những cái đánh giá như thế nào? Và đừng quên hãy để lại nó ở bên dưới comment và chúng ta cùng thảo luận. Và nhấn like, subscribe nữa nhé.